Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai có dịp đến huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và có ghé chỗ nhà của anh Tài và có review một số cây mây vàng, bông trang và có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Nếu bà con cô bác ưng ý cây nào thì mình điện thoại alo cho anh Tài rồi mình giao lưu nha bà con. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà rồi mình review trực tiếp luôn. Ồ, chào ông Quắc. Chào bà con thích mê cây kiển. Em cũng có về số cây trang và hai cây phôi mai, cũng mong sự ủng hộ của cô bác. Đọc số điện thoại luôn anh. Số điện thoại của mình là 093 177 506, cũng là số Zalo của mình, ấp Trường Thọ A, xã Trường Đông Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Cũng mong sự ủng hộ của cô bác. Rồi dạ, mình vào cây thứ nhất luôn ha. Mình đầu tiên là cây mai vàng. Thông số luôn ha. Dạ. 37, chiều cao 37. Dạ. 36. Dạ. Thôi mình để cái để nơm. Mình để luôn. Hết thức dây dư chút rồi. Dạ. Cái trong cái quá trình mình làm ấy cái nó hơi bị tét rễ nè. Khi mình câu vô đó, nhưng mà bảo đảm mạnh khỏe lắm nè, nó kéo mũ hết trơn rồi. Cây này bứng cũng cả 5 ngày rồi, 5 6 ngày. Rồi đi. Cây số 1 này giá nhiêu anh? Em giao lưu giá 5 triệu bao ship toàn quốc. 5 triệu ha. Rồi gần mình thương lượng rồi. Em đi. Cây này bao đế đó, bớ đẹp lắm. Mạnh cây lắm, mới bứng có 6 ngày mà mũ nó kéo. Đó nó ba chi thấy nó. Rồi, cây số 1 giá 5 triệu. Rồi, xin xuống ba ship toàn quốc luôn. Rồi bỏ này. Rồi, cây số 2. Cây số 2 cũng là cây phôi mai luôn. Cây này từ 5 đến 6 cái cánh luôn. Cao 31. Mình nó 25 đi. Rồi, 25. Cú đế nó ạ. Năm mươi, năm lăm đi. Rồi, nguyên cái bộ đế là 55 nha bà con. Rồi, để em đi cho, để em đi dòng cho. Cây này mình giao lưu giá 2 triệu 2. Rồi, giá 2 triệu 2 nha bà con. Này, đế là dữ lắm, đế sổ xuống tới đây luôn. Điều lắm, có chỗ này nó hơi mà như nó cũng khô, nó có 2 công kể. Đế điều chứ. Rồi, cây số 2 giá 2 triệu 2. Yên tâm này bao sống không à. Rồi, cây này là cây Su ba, cây trang. Trang đỏ nhung. Wow. Cái này mới bứng về ngày hôm qua mình cũng chưa thấy. Chú bác nào chơi muốn cắt lại lùng lực thì mình cắt lại. Mình chỉ làm xương xương kia đi. Mình thông chiều cao đi. Chiều cao nó 62. Đo cái chiều của con thú đi ha. Dạ. 33 đi. Cái đế này mình cũng không đo biết đo sao giờ. Tổng ba cái thân đi.
Rồi, tổng cái đi, cái đo cái hoành, cái ngang cái eo bụng nhỏ của nó đi. Dạ, thôi mình đo hoành ngay vị trí đó đi. Này nó 23. Dạ. Khỏi đo chỗ này ha, chỗ này luôn đi. Trên đây thì 39. Cái này mình giao lưu giá 40.500. Dạ, để em liền dòng cái cũng ship toàn quốc luôn. Ở gần thì mình bớt lại. Cây này là cây đỏ nhung, bông đẹp lắm. Rồi, mình đỡ cây luôn anh ơi. Đấy thì ok. Đấy em. Cái này cũng cây trà đỏ nhung, cây số 4, cũng đỏ nhung luôn, một cốt. Chiều cao nó 46. Dạ, cao 46. Ừ, đo cái hoành phía đây. À, lộn. Lộn rồi. 33, đúng rồi. Hoành 33. Nó có hai cọng rễ bự này nhưng mà dưới đây có rễ hết. Nó đâm xuống chứ. Rễ nhiều lắm. Như nó mua lên cục da me chỗ này. Cây này là mạnh mẽ cây lắm. Cây số 4 này giá nhiêu anh? 3.500.000. Rồi, cây số 4 giá 3.500.000 nha bà con. Ba ship toàn quốc luôn. Cây này cây mía hồng. Mía hồng thường chậu rồi. Hạo xương xương đi. Chiều cao đi. Chiều cao của... Tính dưới đây thôi. Dạ. 60 đi. Dạ. Cái này tán ngang nó cũng không có bao nhiêu đâu. Hoành á. 25. Trên 25 tính 25 thôi. Rồi, hoành 25. Đế thì ok, rễ nó đang dữ lắm. Nó có bông luôn ha anh? Dạ, bông luôn nè, bông nó chiều bự vậy nè, bông mía hồng lâu tàn lắm. Là lá mũ á. Anh để cái bông xuống ha, anh quay nghe. Bông rất to ha. Cái này mình giao lưu 3 triệu. Không có ship ở chậu. Cái này mình mặt cắt thì nó... Đây mặt cắt, đây mặt cắt. Dạ, để anh quay cái mặt cắt lại cho bà con xem. Đế cho nó. Nhưng mà ưu đế thì có hai okay. Dấu mặt cắt ha. Ờ, có hai dấu đây dấu mà nó ra trên rễ thì đẹp lắm. Rồi này có thích thì làm cắt lại rụng lực lại. Rồi 3 triệu ha. Dạ. Cây này là cây chăn đỏ lá nhỏ. Mạnh trơn rồi, lú chèo trơn. Chiều cao nó 57. Rồi, cao 57. Hoành của em nó là 18. Rồi, hoành 18. 18 đây. Hơi yếu một tí. Non chút thôi. Đấy thì đẹp lắm. Cây này giá 1.500.000. Rồi. Bán cây số 6 ha. Giá 1.500.000. Dạ. Mạnh chứ là một lú dân đều chứ nè. Cây gốc mạnh ha. Ừ, gốc mạnh lắm. Rồi, cây số 7. Còn cây đây đây. Cây số 7 là cây cây trang đỏ nhung. Cũng đỏ nhung ha. Em nó lên trên cái bầu cũng cái này to anh đã dưới tháng rồi mà nó cũng có lú chèo đây gãi rồi mình mới giật cấp lại nó sừng xê lắm. Cây là cây đo nhung, cây khủng đó. Mình thông chiều cao đi ha. Dạ. Đi bự quá rồi nó còn quay không được. Cái chiều dài đi. Chiều dài dài nó một thước 131 đi. Dạ. 131
đo, đo cái thằng chủ cái đi ha. Rồi. Trên đây đi. Thằng lớn nhất đi. Thằng lớn trên đây. Thằng lớn là vẫn 24 đi. Rồi, thằng lớn 24. Ừ, thằng 4 24 là mình đo thuốc ở trên nè, dưới đây nó bụi lắm. Dưới đây 29 nè. Chân chỗ này nè. Mình đo. Mình đo tổng được không anh? Đo tổng được, đo mình bỏ một hai cây ra. Cái này liền. Dạ. Nó liền bo hạt chân đặt luôn. Củ đế nè, đế. Có đục có ấy ra coi thử cái mày này nên nào đó nằm tổ mối. Nguyên cái tổ mối bự đây nè. Dạ. Tổ mối bự đó mình bỏ rồi phải không? Bỏ rồi. Anh xử lý rồi ha. Xử lý rồi không có một gì chứ á, đẹp lắm, im lắm. Dạ. Không có hư không, hao gì hết. Hào hào hoành đó đi. Xương xương đi ha. Dạ. 65. Rồi, 65. 65 mình đo xương xương thôi. Để em đi dầm luôn. Ghê đùa nó đang ra phúng đầy chân. Cây này bao sống nữa. Cây này giá nhiêu anh? Giao lưu giá 8,5 triệu. Cây số 7 giá 8,5 triệu nha mọi người. Còn xếp gần mình bớt lại. Dạ. Dạ, cho qua cây số 8 luôn anh ơi. Cây số 8 cây mai đi. Mai có rồi. 8 không? Cây dừa đây, cây dừa dừa kiển dừa mình mà kiển cũng mới chiền bạn lại đó. Chiều cao chứ cây chiều cao nó 44 đi. Giờ này trồng quá trái không anh? Quá trái là hên lắm á. 16 sáu hai mà phải trồng quá trái lâu rồi nè, nó mấy mắc rồi cao này cũng lâu. Nè cái trái này nó nằm chỗ này, nó để ông tiên đây quýnh bàn cờ cái đầu nó bán mình cái lấy cái cục đá ra lấy cái bàn cờ luôn. Cái này giao lưu giá 1,2 triệu bao ship chậu luôn, bao ship chậu luôn ha. Rồi ship hết rồi, giá 1,2 triệu nha bà con. Rồi cây số 8. Rồi cây số 9. Chính là cây mai vàng. Cái mai vàng như con như con cá heo vậy, như con cá thông rồi. Chiều cao, chiều cao đi, chiều cao 32 rồi hoành luôn, hoành vị trí rồi, vị trí trên đó đi, trên đây đi. 20 đi ha, 20 đi, 20 thôi rồi. Cái này mình giao lưu giá 2 triệu rồi. Cái số 9. Cái này mình về ghép đại lộc là có hai cái tài. Hai tài luôn ha. Cá heo mà bơi. Đẹp lắm. Rồi. Giá 2 triệu nha bà con. Cái số 10. Cái số 10 mới về anh. Đang nứt mình lú nứt một chân rồi. Cái này 27. Chiều cao 27. Hoành nó 19. Cái cũ cái. Okay. 83. Yeah. Giao lưu giá 1,2 triệu. Không có ship chậu. Đến đó lại rồi. Cái hoành cũ anh. 83 chắc lộn ha. 83 là lộn ha. Chắc lộn rồi đó. Lộn. Bụi quá. 72 à. 72. Dạ. Lộn. Đâu dữ gì. Lấy nôm không à? Lấy nôm luôn nghe bà con. Lấy nôm không đó. Viên lắm. Cây số 10. Mạnh cây giá chơi. Chiều 2. Dạ, giá chiều 2 luôn nha bà con. Cúng cây này cũng ba ship sao anh? Ship toàn quốc mà mình không để có ship chậu đâu. À. Cũng là cây cuối của clip anh. Clip của lối cũng mong sự ủng hộ của cô bác gần xa. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video và đã ủng hộ.